Xin chào tất cả các bạn, xin chào YouTube, xin chào family. Hôm nay cách cũng 6 ngày mình mới quay lại làm cái video mọi người. Tại vì dạo này mình bận, chuẩn bị cho cái công việc của mình, thêm một công việc mới nữa mọi người. Ở nhà, bây giờ ở bên đây rất là bão tiết luôn. Bây giờ mình sẽ ở nhà, bây giờ hôm nay thì mình tiếc quá mình không đi làm, mình ở nhà mọi người đi ăn món ăn đặc biệt, món ăn của Tết. Hôm nay mình ăn cái món ăn đặc biệt của, không phải mình nấu, cái này là của nhà mình nấu, của chị mình nấu đó mọi người. Đói bụng quá, giờ mình ăn nha mọi người. Giò heo, giò heo hầm mọi người. Ăn cái này dùng tay mọi người ơi. Cái này là phải dùng tay rồi. Lâu lắm mới được ăn gì luôn. No, Tony, don't force you eat that. He don't want to eat that. Nóng rồi. Qua Tết rồi mình mới ăn đó nha mọi người. Ở trong Tết đó mình ăn nhiều thứ quá, đi ra ngoài ăn nữa. Yo, cheers. Hôm nay mình chia sẻ với mọi người nghe, mình đang có cái làm một cái chỗ để bán hàng online về mấy cái bóp với mọi người. Loại nhỏ, mini, loại dừa dừa, loại nào cũng có. Thì mình có ở đây là mình có mai đó mọi người, mình có người để mai và mình lấy hàng của họ mình bán online. Vì thế tại sao mà hổng gà, em rất là bận rộn, em không có thời gian để làm những cái clip lên để ăn uống nữa. Hôm nay thật sự là đói bụng. Hôm nay tiết rất là lớn 100% luôn. Quên nói, khách của mình nó coi mà mình có nói tiếng Việt á. Nó nói là mình có rất là nhiều khách kêu mình nói tiếng Anh, mình nói là tiếng Anh của mình rất là dở. Nó nói thà mày nói tiếng Anh dở nhưng mà tao còn hiểu mày đang nói gì. Do này rất mệt mỏi. Mình mong hết dịch đừng mình về bên Việt Nam chơi mọi người. Đây đùi gà. Cái miếng này nhỏ quá. Tết này mọi người có vui không mọi người? Tết năm nay dịch ai cũng ở nhà hết trơn, buồn ha mọi người ha. Nhưng mà cái gia đình là quan trọng, phải về gia đình ha. Phải ăn uống cùng gia đình, vui chơi gia đình là tốt nhất. Mình ở bên đây mình rất là nhớ gia đình mà có về được đâu. Hôm nay mình không có nấu.
trong cái bụng ăn cái nồi này rất là ngon. Này là tỷ của nó. Húp không ra. Đây là trứng gà mọi người. What's wrong? Snow outside. My dog, outside snow, nothing. What's wrong? Tết rồi mọi người. It's a new year, Vietnamese new year. It, that's this year not happy. I don't want to talk about my family. My family bad. Bây giờ sống cho mình khỏe nhất, chẳng sống cho ai hết, không được gì đâu, ba mẹ là trên hết. Rất là buồn. Hôm nay mình sẽ ăn hết nồi canh này. Chicken. Qua Tết rồi ăn mấy cái này mới ngon mọi người. Ở chậm Tết ăn nó không biết sao nó ngán, nhưng mà qua Tết ăn mới ngon. Cái này là chị của mình nấu cho mình cái này mình không có nấu, rất là bận gọn, không có thời gian ăn luôn. Bây giờ hết, không ăn cơm nữa, giờ mình ăn rau. Rau này ăn như cà, dưa leo,
Mà rau bên đây nó không giống rau ở Việt Nam, nó dễ ăn, nó hơi nhẫn nhẫn. Nhưng mà ăn rau thì sẽ giúp cho mình, bây giờ mình cholesterol nó cao quá mọi người. Còn còn nhỏ mà cao rồi mình không biết sao nó, mình đâu có mập lắm đâu. New Year mình thấy năm nay đó là ai cũng ở Sài Gòn nhiều mọi người. Mình có nhiều người bạn đi làm á, họ về không được. Mà ở Sài Gòn mình thấy mở quá trời mở luôn, mở cửa luôn, ai cũng mở cửa hết. Nếu mình về mình ở Sài Gòn hơi bị nhiều, mình có dự định sẽ về 2 tháng, mình sẽ làm rất là nhiều thứ ở Sài Gòn. Anh bạn mình ở Sài Gòn chờ nha. Chắc hết dịch xong rồi về. Bây giờ vé máy bày như 7.000 hay gì nếu mà về Việt Nam. Mình nghe nói gì thôi chứ mình chưa có check lên được. Nãy giờ về Việt Nam phải cách ly không về đâu mọi người ơi. Bên Mỹ thì nó không có ăn Tết như những người mà gia đình Việt Nam nhiều quá rồi họ ăn Tết vui lắm. Còn mình ở đây sống có một mình à, mình sống chung với mà người Mỹ không à, nên là cái vấn đề là ăn Tết thì họ không có biết. Mình có o là áo dài á để mặc Tết, mình mà 10 ngày luôn chưa tới qua Tết rồi thôi giờ không mặc nữa, treo lên mặc để chụp hình thôi. Nhưng người Mỹ thấy áo dài họ thích lắm. Ăn hết luôn cái này, hai cái đùi ra. Mình đang chờ đồ gì ăn nữa. I'm so hungry, but I'm waiting for the food, your food. Người đợi mình một chút nha. Mọi người ơi, có đồ ăn mới. You want to sit over there with me? Huh? Okay. Thank you. You buy the food. Này đây bụng mọi người. I knew it was something I need to get. You had the bacon over there too. Fresca. I need to get fresca. And we don't have a. Is the shovel in the? It's in here. In the locker. So it's. I got like 4 or 5 of them out there. I thought I left one out. I'm going to the back. Here. I think I'm saying sure one. Mình ở đây với người Mỹ mình học hỏi rất là nhiều thứ luôn, mình học hỏi mình làm được những nhiều thứ luôn mọi người. Mình không biết cái gì á thì họ sẽ giúp mình muốn ăn cái gì thì họ sẽ help mình đi mua. Tại vì nói
Do you want beer? No. Store a lot of people? Nope. They home? I guess. I don't know where they're at. Đây là da mình không ăn. Ăn kinh khủng. Ăn cái núi đá cũng mà. I'm not gonna reveal that. Huh? What are you doing? I'm not gonna watch me on TV. No, it's just not. You show it. Is that on taping? Mm-hmm. I'm go over there and eat. What? I don't want to. What? I don't want to. I don't want to sit there with my... They don't see my mouth. Okay, I sit over here. You crazy. You're going crazy. Gotta have people watching you eat. Crazy woman. I'm eating too much. Tonight I don't eat it. Whatever you say. I'm gonna send you. I eat that whole soup. Today. So they relax or they home. So long time I don't eat that. Long time. What is that? What you do with that? This right here, you don't eat that? No, I don't eat skin. Get it here. Are you kidding? Do you eat skin? Be careful. Mình ăn thịt thôi, mình không ăn da. Da chiên á, nó phồng lên rồi trong da nó có bột á. Mình không ăn, nhưng da nó ăn. Ở dưới người Mỹ, Trung á, Đông á. Xong rồi mình làm cái gì á, họ dạy mình hết. You see, the welfare, the bank, mm-hmm. That are wrong before I'm pay for the online. I'm pay online with the check total 402 times, right? We want cancel, but so long we don't cancel, right? It's about today, yesterday I have that, the paper. Now they call me, say I'm late. I say no, I'm not late. The paper come here late. So everything okay? Yeah, just March 7, 2021. That I'm pay what I'm done. But now not the March. Why I don't know why they call me back. I say okay, you pay today. I'm pay for him. He say he has my information. The Bank of America. They got it. I say okay, today I'm pay. I don't want call because the limit is still long. They call every day, every morning. 7:00 call me too. Get pick up. Do you want to buy something? Tell me about. I tell you, come pick up your medicine. Mm-hmm. You make up for me. I pick up Isma. Mm-hmm. Do you want to pick up for you? No? Over there. So different plate. You should change it to the one.